Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hậu chia tay Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô chăm chỉ tập gym độ hình thể. Thắng Ngô đã thay đổi thói quen cuộc sống sau khi chia tay Hà Thanh Xuân. Cách đây không lâu, Hà Thanh Xuân đã đăng tải dòng trạng thái xác nhận đường ai nấy đi với vua cá coi thắng ngô. Cả hai chưa đăng ký kết hôn nên chuyện phân chia tài sản là không có. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân bị trầm cảm sau đám cưới, còn thắng ngô lại cho rằng vợ đang stress nặng và không nói thêm về câu chuyện này sau ồn ào chia tay với Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô chuyên tâm vào cuộc sống của bản thân. Nam doanh nhân, nhân thường xuyên khoe clip tập thể dục để rèn luyện cơ thể để giữ gìn sức khỏe. Động tác yêu thích của anh là plan để siết chặt cơ bụng. Ngoài ra, anh còn tích cực thực hiện các động tác chống đẩy để tăng sức mạnh cho cơ tay. Mỗi buổi sáng, Thắng Ngô duy trì thói quen chạy marathon, tập xà kép. Hậu chia tay Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô chăm chỉ tập sim độ hình thể. Nam doanh nhân, nhân chăm chỉ làm việc và tập luyện bên cạnh việc tập thể thao thắng ngô chọn lối sống kính tiếng ngoài nghề nuôi cá coi thắng ngô còn làm các nghề thầu xây dựng thiết kế thi công kinh doanh bất động sản năm doanh nhân, nhân cho biết bản thân chỉ có mức thu nhập đủ sống không dư giả nguyên nhân là sau khi chia tay vợ cũ anh không mang theo bất kỳ tài sản nào bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo